Kim Vũ Thời báo chấm D xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Tinh thần người Nga đang xuống thấp. RFI tiếng Việt ngày 9 tháng 5 có bài Nga, vì sao trung đoàn bất tử không diễn hành năm nay? Theo đó, các báo cáo Pháp ra ngày 9 tháng 5 quan tâm đến việc Nga tổ chức kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít Đức. Số lượng quân nhân và xe quân sự tham gia duyệt binh tại Moscow ít hơn hẳn so với năm ngoái. Duyệt binh bị hủy bỏ tại khoảng 20 thành phố, đặc biệt cuộc diễn hành của trung đoàn bất tử cũng bị hủy. RFI dẫn tin từ tờ Le Figaro mô tả, ở Moscow, lễ ngày 5 tháng 9 được bảo vệ an ninh cao độ, còn tờ Liberation được nhận thấy, tại Nga, ngày chiến thắng được tổ chức qua loa. Và đây là hình bài trên RFI. RFI cho biết, lần đầu tiên kể từ 10 năm qua, quảng trường đỏ bị đóng cửa trong suốt 15 ngày, từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 10 tháng 5. Và cũng là lần đầu tiên, phóng viên các quốc gia không thân thiện, trong đó có Pháp, không được mời tham dự sự kiện. Đặc biệt, cuộc diễn hành của trung đoàn bất tử trên những con đường của các thành phố chính cũng bị hủy. Đây là sáng kiến rất được người Nga ưa thích. Theo đó, người tham gia đem theo ảnh của một số thân nhân đã thiệt mạng trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại từ năm 1941 đến năm 1945. Nhà chính trị học Abbas Galimos giải thích, Kremlin sợ rằng người dân ra đường với bức chân dung của những người vừa bị tử trận ở Ukraine cho thấy rõ số thiệt hại khổng lồ mà quân đội của Putin phải chịu đựng. RFI dẫn nhận xét của tờ La Croix rằng, ngày 9 tháng 5, khi Kyiv mừng ngày châu Âu, còn Nga mừng chiến thắng Đức quốc xã. Tại Kyiv, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tham gia ngày châu Âu cho thấy việc Nga xâm lăng quốc gia này là một trắc nghiệm cho sự vững chãi của cấu trúc châu Âu. Và tại Moscow, kỷ niệm chiến thắng Đức quốc xã là dịp để Vladimir Putin huy động nhân dân chống lại phương Tây thù địch. RFI nhận xét cuộc xâm lăng của Putin đã tạo nên một sức bật mới trên toàn châu Âu, đoàn kết để tài trợ cho Ukraine, viện trợ vũ khí, đón nhận người tị nạn. Chẳng những không bị rạn nứt mà EU còn được củng cố thêm, với viễn cảnh xác định một chính sách quốc phòng chung. Việc Nga xâm lược còn có thể được coi như một cuộc chiến giữa độc tài và dân chủ. Còn lại vấn đề một chính sách đối ngoại chung không thể tách rời các giá trị đã xây dựng nên châu Âu. Và đây là hình Putin, kẻ gây ra cuộc xâm lược Ukraine và đang bị sa lầy ở đó. RFI dẫn xã luận của tờ Liberation mang tựa đề Ukraine đêm trước cuộc tiến công nhận định, cuộc chiến truyền thông giữa Nga và Ukraine càng lên cao vào dịp kỷ niệm ngày 9 tháng 5 và trước cuộc tổng phản công đã được chuẩn bị từ nhiều tháng qua. Sau những thất bại ê chề trên chiến trường Ukraine, Putin chuyển sang thế thủ. Nhưng RFI cho rằng, ông ta chưa mất tất cả và muốn giữ chặt những chiến lợi phẩm. Nga đang chiếm đóng 16% lãnh thổ của Ukraine và ngang nhiên sáp nhập 4 vùng phía Nam cùng với Crimea vào Liên bang Nga. Quá trình Nga hóa được tiến hành lập tức để không thể đảo ngược tình hình, cộng với việc cưỡng bức đưa hàng ngàn trẻ em Ukraine sang Nga. Moscow trông cậy vào một cuộc chiến tiêu hao để bào mòn nguồn lực của Ukraine, hy vọng dư luận châu Âu sẽ mệt mỏi và những thay đổi sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Trong khi đó, một quốc gia đang tham chiến như Ukraine không thể gia nhập NATO và không hề có ủy nhiệm nào của Liên Hiệp Quốc để trợ giúp Kyiv. Ngược lại, RFI cho biết, trong khi chờ đợi cuộc phản công, Ukraine đã gây hoang mang bằng cách phá hủy các kho đạn, kho xăng, tàu chở hàng, khiến quân Nga mất tinh thần. Ngày 6 tháng 5, Kyiv loan báo đã dùng Patriot bắn hạ được hỏa tiễn siêu thanh Kinzhal nổi tiếng mà Putin khoe rằng bất khả chiến bại. RFI dẫn quan sát của tờ La Roche cho thấy tâm trạng khủng hoảng và hoài nghi nơi tầng lớp trung lưu Nga. Bốn nhà tâm lý học đã kể lại với Nhật báo Pháp về tình trạng của bệnh nhân của họ hơn một năm sau cuộc tấn công Ukraine. Khách hàng của các nhà tâm lý này đại diện cho giới trung lưu mới ở Moscow. Họ ở độ tuổi 30, có học vấn cao, tự do trong suy nghĩ và cách sống,
họ chỉ trích chế độ toàn trị của Putin và cuộc chiến của ông ta. Tuy nhiên, đa số người Nga vẫn tin vào Điện Kremlin. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ Thời báo chấm đề với bản tin Tinh thần người Nga đang xuống thấp. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Twitter, YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ Thời báo chấm đề. Kim Vũ Thời báo chấm đề xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Mối quan hệ Việt-Úc có phát triển tiếp dù xảy ra sự cố cờ vàng. Việc công ty Royal Australian Mint phát hành các đồng tiền kỷ niệm có in lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa đã dấy lên tranh cãi, khiến Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị Úc dừng lưu hành các vật phẩm có in hình cờ vàng. Và đây là hình RFA tiếng Việt ngày 9 tháng 5 có bài viết về vấn đề này. Theo đó, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã đề nghị Úc dừng lưu hành các ấn phẩm có in hình cờ vàng và không để tái diễn các sự việc tương tự. Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng, việc công ty Royal Australian Mint và bưu chính Úc phát hành các vật phẩm với hình ảnh cờ của một chế độ đã không còn tồn tại là hoàn toàn không phù hợp với xu thế phát triển tốt đẹp của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam và Úc. Một số người lo ngại rằng, vấn đề sẽ ảnh hưởng xấu đến việc nâng cấp mối quan hệ giữa hai nước trong năm nay, khi Việt Nam và Úc đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và năm thứ 5 là đối tác chiến lược. Tuy nhiên, các chuyên gia như tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải, một nghiên cứu chính trị học tại Trung tâm Tương lai Chính sách, Khoa Nhân văn và Xã hội học, Đại học Queensland, Úc cho rằng, sự việc này không đáng lo ngại, có thể giải quyết qua đối thoại trực tiếp và chân thành giữa hai nước. Ông Hải nói rằng, mặc dù việc này là đáng tiếc, nhưng không gây tổn thương đến mối quan hệ chiến lược giữa Việt Nam và Úc. Và đây là hình đồng xu kỷ niệm 2 đô la Úc có in hình cờ vàng. Quan hệ giữa hai nước đã đạt được những thành tựu ấn tượng trong nửa thế kỷ qua, chẳng hạn như kinh tế, thương mại và đầu tư, giáo dục và đào tạo, chính trị, an ninh và quốc phòng. Việc nâng cấp mối quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện trong năm kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao cũng được coi là một bước tiến quan trọng. Theo RFA, vào ngày 4 tháng 4 vừa qua, Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng đã tiếp đón toàn quyền Úc David Hurley tại Hà Nội. Trong cuộc hội đàm, hai lãnh đạo đã thảo luận về việc nâng cấp mối quan hệ giữa hai nước lên thành đối tác chiến lược toàn diện vào thời điểm phù hợp. Đây là một bước tiến mới trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Úc, đồng thời cho thấy sự quan tâm và tôn trọng giữa hai nước. Theo một bài viết trên báo The Diplomat, đăng tải vào đầu tháng 3 năm 2023, trong 50 năm qua, Việt Nam và Úc đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong quan hệ hai bên. Vào tháng 7 năm 1973, đại biểu lâm thời của Úc tại Việt Nam, Russie Woodbury, đã đến thăm Hà Nội và đánh dấu việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Sau đó, vào tháng 9 năm 2009, quan hệ giữa hai nước được nâng cấp lên thành đối tác toàn diện nhân chuyến thăm của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đến Úc. Vào tháng 3 năm 2018, nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước lại nâng cấp quan hệ lên thành đối tác chiến lược, đưa Việt Nam trở thành quốc gia có đối tác thương mại thứ 10 của Úc. Tổng giá trị thương mại hai chiều đạt gần 16 tỷ đô la. Và đây là hình cựu Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và cựu Thủ tướng Úc Scott Morrison bắt tay năm 2019. Ngoài ra, Úc vẫn luôn là một trong những quốc gia viện trợ phát triển nước ngoài lớn nhất cho Việt Nam, với hàng triệu đô la mỗi năm kể từ khi Việt Nam bắt đầu đổi mới vào năm 1986. Tuy nhiên, theo ông Carl Taylor, một chuyên gia tại Úc chuyên nghiên cứu chính trị Việt Nam, ông nói, đó là một phản ứng thái quá của Việt Nam trước một mối quan hệ đang tốt đẹp như hiện nay, đặc biệt là trong thời điểm mà hai nước đang bàn luận tới nâng cấp mối quan hệ. Theo tiến sĩ Carl Taylor, việc phát triển đồng tiền này là một vấn đề riêng của nước Úc, nó là một vật để tưởng niệm những người lính đã chiến đấu cho nước Úc. Giáo sư Carl Taylor cho biết,
từ sau khi Việt Nam thống nhất, các nhà lãnh đạo Cộng sản muốn mở cửa và nhận được nhiều viện trợ để phát triển. Do đó, họ luôn nói với nước Úc rằng hãy để quá khứ qua đi. Vì vậy, giáo sư Kathayer cũng hy vọng rằng lãnh đạo Việt Nam cũng sẽ giữ thái độ để mọi chuyện qua đi trong sự việc lần này. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ Thời báo chấm đề với bản tin Mối quan hệ Việt-Úc có phát triển tiếp dù xảy ra sự cố cờ vàng hay không? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Twitter, YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ Thời báo chấm đề.